Xin kính chào quý khách hàng đã đến với kênh YouTube Xe Tải Bảo Lộc. Xe Tải Bảo Lộc xin giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm xe van 2 chỗ tải 950kg, 5 chỗ tải 750kg hoặc hạ tải 490kg. Xe tải van Thaco có ngoại hình nhỏ gọn, thích hợp vận chuyển nội thành giờ cao điểm mà không gây chiếm chỗ mặt đường. Ngoài ra, xe van Thaco Towner còn phù hợp cho những chuyến công tác làm thị trường xa của một nhóm kinh doanh, khi vừa chở được 5 người vừa có thể mang theo lượng hàng mẫu đáng kể. Xe tải van Thaco được trang bị động cơ cao 14 PA công nghệ Nhật Bản, hệ thống máy lạnh cabin, hệ thống lái trợ lực điện, kính cửa chỉnh điện, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường, phù hợp di chuyển trong nội thành. Xe tải van Thaco được thiết kế mạnh mẽ, tạo nên sự năng động trên một chiếc xe tải nhỏ, luôn làm hài lòng các khách hàng sử dụng. Không chỉ độ bền bỉ mà còn nhỏ gọn, dễ lưu thông được các cung đường nhỏ hẹp. Xe tải Towner vẫn luôn giữ được phong độ về doanh số chiếm lĩnh trong thị phần các dòng xe tải nhỏ máy xăng. Các tiêu chí an toàn của xe được đánh giá cao nhờ các thiết kế khung gầm, cầu, hộp số, hệ thống phanh chất lượng cao, nội thất được thiết kế tiện nghi thoải mái cho người sử dụng. Ngoại thất mạnh mẽ hiện đại, nội thất sang trọng tiện nghi. Cabin xe tải van Thaco thiết kế mới sang trọng, tạo điểm nhấn mạnh mẽ, năng động, được thiết dạng khí động học giúp giảm lực cản gió, nhỏ gọn, hiện đại. Xe tải van Thaco trang bị đèn pha halogen cực sáng, giúp tài xế quan sát tốt hơn khi đi ban đêm. Xe tải van Thaco được lắp ráp trên dây chuyền công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc. Cabin và thân xe được nhúng tĩnh điện chống ăn mòn. Màu sơn đa dạng theo yêu cầu khách hàng. Sản phẩm phong phú về chủng loại xe và mẫu mã thùng. Khoang cabin xe tải van Thaco được thiết kế khoa học, với bố trí nội thất trong khoang lái hợp lý, tạo cảm giác thoải mái cho bác tài. Xe trang bị tay lái gật gù giúp điều chỉnh tư thế lái phù hợp nhất. Máy lạnh cabin, đồng hồ táp lo hiển thị đa thông tin, radio và USB, giúp tài xế thư giãn khi lái xe. Ghế da simili tiêu chuẩn Hàn Quốc cao cấp. Xe được trang bị khối động cơ cao 14 PA, liên doanh Suzuki Change, dung tích xi lanh 1372cc, 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, cho công suất cực đại đạt 150kW, tương đương 95 mã lực. Hoạt động tiêu hao nhiên liệu 5 lít trên 100km, hộp số 5 số tiến và một số lùi. Với tính năng mới, động cơ được phun dầu điện tử, lượng dầu phun vào động cơ đúng thời điểm, từ đó tránh lãng phí nhiên liệu, giúp động cơ làm việc hiệu quả hơn, công suất tăng lên. Đặc biệt, xe tích hợp turbo tăng áp loại lớn, giúp tăng lưu lượng khí nạp vào động cơ, từ đó giúp tăng công suất động cơ, đảm bảo động cơ hoạt động tiết kiệm nhiên liệu nhưng lại hiệu quả hơn. Kích thước thùng xe tải van 2 chỗ tải 750kg hoặc hạ tải 490kg là dài rộng cao 2365, 1360, 1210mm. Kích thước thùng hàng van 5 chỗ tải 750kg là dài rộng cao 1460, 1360, 1180mm. Xe có 4 màu tiêu chuẩn gồm màu trắng, màu xám, màu xanh tím và màu vàng gold. Thời hạn bảo hành xe tải van Thaco là 2 năm hoặc 50.000km vận hành đầu tiên của xe. Quý khách có nhu cầu tư vấn báo giá vui lòng gọi 0901806386 gặp hãng xe tải Bảo Lộc. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào quý khách.